mọi người thì mình lại là Quyên nè. Thì lâu rồi là Quyên không có review về hai cái em Sonic và em Sati. Thì những cái mẫu này đều là những cái dòng nhập khẩu của bên cửa hàng Quyên ha. Thì về cái em đầu tiên là Quyên sẽ giới thiệu về cái em là Sonic của Honda nha. Hôm nay là Quyên quay cho kênh Top 5. Thì những các anh chị và các bạn nào có xem kênh của Quyên thì đăng ký like và chia sẻ giúp Quyên nha. Số điện thoại Quyên để trên kênh là kèm Zalo là 0968302553 nha mọi người. Và hiện tại mức giá bùng nổ đối với em Sonic này đang có giá là 57.500.000. Mức giá hiện tại nó đang rẻ so với thời điểm tháng trước là gần 10 triệu nha mọi người. Nên là mọi người nhanh tay nhanh chân lên dùm Quyên. Và mẫu này là mẫu màu zin trắng đỏ Racing. Nó đã hot từ năm 2017 đến giờ rồi. Nên là mọi người tranh thủ hết dòng xe này thì cứ nhắn cho Quyên ha. Và mức trả góp đối với dòng xe này mọi người trả trước dùm Quyên từ 12 đến 15 triệu nha. Cái này là mức quy định của bên ngân hàng nên là mọi người thông cảm dùm Quyên. Tại vì cái dòng xe này bây giờ nó cao, với lại hệ thống ngân hàng bây giờ nó cũng hơi siết lại so với hồi đó. Nên là mọi người á có nhu cầu mua này dòng này thì mình chỉ có là mình sắp xếp thêm một xíu dùm Quyên. Mình có căn cứ là mình có thể mua được. Còn mình kèm theo như là bằng lái xe máy này, hợp đồng lao động, nhất là bảo hiểm y tế sẽ được hỗ trợ giảm lãi rất là nhiều luôn ha. Và phụ kiện ngoài cái dòng Sonic hoặc là những dòng xe khác, bên cửa hàng đều hỗ trợ giảm giá cho mình 30-35%. Định vị chống trộm giảm giá 50, nano giảm giá 80. Và mọi người vẫn hưởng theo chế độ bảo hành là 3 năm cho mọi người ha. Còn em kế bên đó là em Sachi. Thì em này là Sachi tư nhân nha mọi người. Thì mọi người cũng đã từng biết rồi, Sachi nó sẽ có hai loại, Sachi tư nhân và Sachi chính hãng. Thì mẫu này để nó gọi là Sachi tư nhân nha mọi người. Đây. Thì ở cái clip sau là Quyên sẽ giới thiệu về các em Sachi tư nhân và Sachi chính hãng, về cái sự khác biệt của nó ha. Và mức giá em này của hiện tại bên cửa hàng Quyên đang có giá là 54.500.000. Chưa bao gồm chi phí, đã bao gồm VAT cho mọi người nha. Nên là mọi người đừng có sợ là phát sinh thêm cái này cái kia. Rồi và mức trả góp đối với dòng xe này là trả trước 10 triệu dùm Quyên, thấp hơn dòng Sonic một xíu. Còn mình có nhiều hơn, mình trả nhiều hơn và bên Quyên có thu cũ đổi mới. Mình hiện tại có dòng những dòng xe cũ như là Vision, Sally hay cái gì đó. Muốn đổi cái dòng xe đó đi, mình lấy cái dòng xe này thì cứ cầm căn cứ lại, bên Quyên sẽ hỗ trợ trả góp. Còn mình có kinh tế thì mình có thể là thanh toán luôn tiền mặt. Phần còn lại xe cũ bên Quyên sẽ thu. Và đặc biệt một điều, bên Quyên thu xe cũ giá nó sẽ cao hơn so với thị trường bên ngoài. Tại vì bên Quyên là thu của công ty. Nên là mọi người cứ an tâm sử dụng cái dịch vụ thu cũ đổi mới. Những anh chị và các bạn đã từng mua xe ở cửa hàng Quyên, có nhu cầu quay lại mua, dẫn bạn bè người thân, bên Quyên sẽ hỗ trợ giảm giá cho mình tiền xăng, tiền cà phê từ 1 triệu đến 2 triệu tùy dòng xe nha. Không phải là dòng nào bên Quyên cũng hỗ trợ hết cho mình là 2 triệu nha. Nên là bạn muốn biết cụ thể về vấn đề đó hay như thế nào cứ alo cho Quyên 0968302553 và kèm Zalo. Xe này phụ kiện bên Quyên cũng hỗ trợ giảm giá như dòng Sonic, và giống như tất cả những dòng tay ga, tay con hoặc là xe số đều hỗ trợ giảm giá cho bạn như vậy. Nên là mình có nhu cầu mua xe thì mình cứ alo cho Quyên nha. Nhớ là Quyên quay cho kênh của Top 5. Những anh chị nào có nhu cầu mua xem kênh của Quyên, đăng ký like và chia sẻ giùm Quyên. Ở một dịp không xa nào đó bạn có nhu cầu mua, bên Quyên sẽ có nhu cầu giảm cho bạn. Thì Quyên cũng xin kết thúc clip tại đây. Chúc anh chị và các bạn có một buổi chiều nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Xin chào mọi người.